Thưa quý vị, tình trạng một bộ phận cán bộ công chức viên chức có biểu hiện né tránh, đùn đẩy công việc, sợ sai, sợ trách nhiệm, không dám tham mưu, đề xuất xử lý công việc, dẫn đến công việc chậm tiến độ, giảm hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và niềm tin của doanh nghiệp, người dân. Đặc biệt, việc đùn đẩy trách nhiệm giữa các cơ quan công quyền, chậm giải quyết các yêu cầu chính đáng, đã bỏ lỡ nhiều cơ hội đầu tư kinh doanh của người dân và doanh nghiệp. Vấn đề này được nhiều đại biểu quan tâm cho ý kiến tiến độ giải ngân vốn đầu tư công ở một số bộ ngành địa phương còn chậm trong nhiều năm qua. Riêng năm 2023, nhiều đơn vị có tỷ lệ giải ngân dưới 10% kế hoạch vốn. Đại biểu cho rằng, nguyên nhân một phần do tình trạng đùng đẩy né tránh trách nhiệm tại một số cơ quan đơn vị, khiến dự án không thể triển khai đúng tiến độ kế hoạch đề ra. Đó là cái tình trạng ngần ngại ra các cái quyết định trong thẩm quyền. Tình trạng đùng đẩy trì hoãn phê duyệt các dự án, cấp các loại giấy phép, tình trạng chậm trả lời các câu hỏi, chậm ban hành các hướng dẫn, chậm giải quyết các khiếu nại, các cái ách tắc của người dân và của doanh nghiệp. Và tình hình này ảnh hưởng nghiêm trọng đến đầu tư công và cả đầu tư xã hội và gây ra tình trạng đình đốn trong việc thực hiện các nhiệm vụ kinh tế xã hội. Trước căn bệnh sợ trách nhiệm của một bộ phận cán bộ công chức trong thực thi công vụ, đại biểu cho rằng việc ra soát hệ thống pháp luật và thủ tục hành chính không để những điểm mờ, điểm hở, điểm chồng chéo bất cập khiến cán bộ không dám làm là nhiệm vụ bức thiết hiện nay. Không thể để công việc trì trệ vì bệnh sợ trách nhiệm. Đại biểu Vũ Trọng Kim đã dẫn chứng một trường hợp đặc biệt tại thành phố Hồ Chí Minh. Một dự án xây chợ tại Hóc Môn đã được phê duyệt từ năm 2011. Sở Tài nguyên và Môi trường của thành phố đã 29 lần gửi thư cho các đơn vị có chức năng thẩm định giá đất, nhưng 29 lần đó đều không thành bây giờ lần thứ 30 sẽ như thế nào. Cần xem lại đơn vị có chức năng về thẩm định giá đất này và có chế tài đối với những đơn vị mời 3 lần trở lên mà không làm được nhiệm vụ này thì cũng phải xem xét chứ không thể để người ta tồn tại mãi như thế được. Rất là rườm rà, rất là khó chịu làm cho cái điểm nghẽn của vấn đề giá đất ở những dự án này 14 năm rồi không được thực hiện. Tôi cho rằng là những vấn đề phát biểu này có thể chiếm đến 60% những vấn đề hạn chế tồn tại yếu kém, rồi đùn đẩy sợ trách nhiệm, rồi liên quan đến thủ tục hành chính, rồi liên quan đến uh, lãng phí nguồn lực không tiết kiệm, thì báo cáo là cũng đều liên quan đến ba bộ luật đó là luật đất đai, luật về kinh doanh bất động sản và luật về nhà ở và như vậy thì vấn đề về định giá đất là nguyên nhân của mọi nguyên nhân liên quan đến thất thoát và nguyên nhân khó khăn đùn đẩy. Phó thủ tướng cũng khẳng định những vấn đề sợ sai, né trách nhiệm những khó khăn ấy chỉ có trước khi có luật đất đai 2024 dự kiến sau ngày 1 tháng 7 năm 2024 những khó khăn này sẽ từng bước được giải quyết